Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bắc nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một lô cưa xích gồm 8 cây các bác nhé. Đầy đủ các thương hiệu như Estin, Shindawa, Echo, Makita, Komatsu, Ryobi đó. 8 cây cưa cực kỳ đẹp các bác nhé. Hàng của bên em là chuẩn hàng Nhật nội địa và nhập về và sử dụng tại thị trường Việt Nam đó. Bên em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ hàng chuẩn chính hãng của Nhật các bác nhé, không bán những dòng hàng nhái hàng nhớt, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem 8 cây cưa này đó, đã đánh dấu ký tự nhá. Hôm nay thì các em cửa hàng chúng em lên cho lô A, từ lô A1, A2, A3, A4 này cho tới A8 các bác nhá, đã đánh dấu rồi. Các bác nào ưng ý hoặc là tham khảo con nào thì có thể liên hệ qua cho em, chỉ cần các bác đọc mã máy thôi, mã em đã đánh dấu rồi đó, đó là em biết ngay là con gì để tiện tư vấn cũng như là các bác đặt hàng cho dễ dàng các bác nhé. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác này máy Estin 024AV, Estin 021, Echo Kyorit này, máy cưa xích tay dài Makita này, đó, hàng cưa Shindawa 352 cực kỳ xịn sò các bác nhá. Đó, máy cưa Ryobi xài gia đình, máy móc cực kỳ đẹp, làm như mới luôn các bác nhá, làm xích như mới. Đó, máy móc cực kỳ đẹp. Máy cưa xích Makita công suất vừa tầm trung để cho các bác sử dụng. Đó, Komatsu G3005. Đó là tổng thể là 8 cây của cửa hàng bên em đây ạ. Đó, nhiều các bác thì bảo là lên một lô để lựa chọn cho dễ dàng. Thì vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em phục vụ yêu cầu của quý khách là chủ yếu đó. Các bác muốn thì cửa hàng chúng em sẽ lên cho các bác để các bác tham khảo các bác nhé. Đó, tất cả lâu lâu thì cửa hàng chúng em sẽ lên một lô như thế này để cho các bác dễ lựa chọn nhất có thể. Đó, các bác nào muốn khai thác sử dụng ngon lành thì lựa chọn một con cưa Estin MS 024 này nhá. Dòng này là chuẩn bãi Đức này. Đó, Estin 021 A2 cũng chuẩn bãi Đức này, Estin 021 nhá, máy móc cực kỳ ngon nhá, zin nguyên bản từ A tới Z cho các bác luôn. Đó. Cửa xích Echo Kyorin. Đó, CS3411. Dòng máy như thiếu thùng luôn các bác nhá, mới cực kỳ mới luôn. Tình trạng máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó. Máy cưa xích tay dài Makita. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cửa hàng chúng em thì chỉ bán những dòng sản phẩm máy cưa mà cắt cỏ hàng tuyển lựa chất lượng cho các bác, về các bác sử dụng có thể đảm bảo nhất. Đó, không bán những dòng mà máy xô, máy tạp để về các bác sửa chữa hay thay thế linh kiện rồi bán ra thị trường thì bên em không có bán. Đó, A5 là một con Shindawa này, 325, hàng hệ chuẩn tiêu chuẩn nhá. Cực kỳ nổi tiếng rồi. Và một con cưa Ryobi. Cưa Nhật Ryobi, hàng Nhật nội địa luôn các bác nhá. Nhật nội địa chính hãng này, làm xích này, làm cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, một con cưa A7 Makita 35cc, rất phù hợp để cho các bác sử dụng tầm trung. Đó, cuối cùng một con Komatsu G3005 nhá. Đó, con này tích hợp luôn chụp giật trợ lực về cho các bác sử dụng luôn, giật nổ cực kỳ nhẹ nhàng. Đó, và cuối video này thì em sẽ test nổ cho các bác từng con một để cho các bác nghe cũng như trải nghiệm tiếng máy có thể ngon lành nhất các bác nhé, để các bác lựa chọn cho dễ dàng nhất. Còn bây giờ thì em quay chi tiết qua để cho các bác tham khảo cho nó dễ dàng. Đó. Còn đầu tiên đi nha. Đầu tiên Estin 024 này. Estin 024. Đó. Con này công suất của nó thì 42cc. Dạ. Dạ, công suất 42cc nhá. Vừa nay thì em có chút việc bận, tí giờ quay lại cho các bác xem qua nhé. Đó, còn máy móc đảm bảo cho bác cân nặng này, 4,5kg cân nặng của máy này nhá. Đó, làm xích thì xích to bản nguyên này các bác, xích to bản nguyên. Con này thì em bán giá là 5.600.000. 5.600.000, các bác nào ưng ý thì có thể tham khảo liên hệ qua cho em. Dòng cưa Estin 024. Đó, 024AV nhá, đời nâng cấp của dòng 024. Đó, và kế tiếp là một con cưa Estin 021. Con này là chuẩn hàng bãi Đức nhá, máy zin từ A tới Z, đảm bảo cho các bác luôn.
Đó, Estin 021. Xài hai ốc lam nhá. Làm xích zin theo máy của nó đây. Đó. Con này thì em bán với giá là 3.600.000. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. A2 3.6. Đó, qua con A3 là một con Echo Kyurit. Máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá. Con này tình trạng như thiếu thùng rồi. Không phải lan tan gì, như mới các bác nhá. Đó, con này thì em bán giá là 3 triệu đồng. Máy móc zin từ A tới Z luôn. Hai ốc lam luôn các bác nhá. Tổng cộng lô này của em bên em thì đảm bảo cho các bác là zin từ A tới Z, nên là các bác không cần phải lan tan gì cả. Đóng hơi tất cả 8 con đều bao cho các bác là chưa bung chạm gì máy móc các bác nhá. Đó. A4 là một con Makita 33cc. Cưa tay dài cho các bác về sử dụng. Đó. Giá 2 triệu đồng các bác nhá. 2 triệu đồng cho các bác về sử dụng này. Đó. Qua con A5. A5 là một con Shinawa 352. Đó, cưa Shinawa cực kỳ nổi tiếng rồi. Zin từ A tới Z luôn các bác nhá. Đó, hai ốc lam. Đó, con này thì em bán giá là 3 triệu đồng các bác nhá. 3 triệu đồng cho các bác về sử dụng. Làm xích zin của nó luôn này. Đó, con này xài xích chuột các bác nhá. Xích mini. Đó, mặt con này thì làm được 40 phân. 40 phân. Đó, 40 cm. Qua con A6 là một con Ryobi. Dòng cưa nhỏ nhẹ về các bác sử dụng gia đình, công suất 34cc. 34cc các bác nhá. Máy cũng cực kỳ đẹp luôn. Làm xích zin nguyên bản của nó đây. Máy móc con này cực kỳ đẹp rồi. Tích hợp luôn chủ giật trợ lực cũng như là bướm núm bơm sang phụ. Có núm chủ giật trợ lực luôn các bác nhá. Qua con A7 là một con Makita. A7 một con Makita này. Con này thì cũng có chụp giật trợ lực luôn. Nhún giảm lò xo, giảm rung. Lò xo chụp giật trợ lực lò xo có luôn các bác nhá. Con này tích hợp luôn. Đó, cuối cùng là một con Komatsu G3005. À, em cũng quên báo giá mất đấy. Báo giá là con A6. A6 này em bán với giá là 2.500.000. 2.500.000 các bác nhá. Con A7 này, Makita, giá 2.600.000 cho các bác về sử dụng. Đó, con Komatsu G3005, con này thì em bán giá là 3 triệu đồng các bác nhá. 3 triệu đồng Komatsu G3005. Chụp có chụp giật trợ lực luôn. Máy móc zin từ A tới Z cho các bác. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp của em, Komatsu Zenowatt. Đó, và tất cả mấy máy này của bên em đây là giá vừa nãy báo giá qua là đã bao gồm phí ship rồi các bác nhé. Đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện gồm bộ phụ kiện của nó gồm 3 món là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vi chỉnh. Đó, bộ phụ kiện của nó. Đây, để cho em ghi lại giá cho từng cây máy, có thể cho các bác tham khảo luôn nhé. Con này 5.600.000. Đó, lộn nhá các bác nhá. Đó, qua con A2 3.600.000. Đó, 3.600.000. A3 3 triệu đồng. Đó. Đó. A4 2 triệu đồng. Đó, 2 triệu đồng các bác nhá. A5 3 triệu đồng. Đó. A6 2.500.000. A7 2.600.000. Đó. Và cuối cùng là con A8 giá 3 triệu đồng các bác nhé. Đó. Và cửa hàng của chúng em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy cưa hệ, nên là các bác cần những dòng máy cưa giá rẻ thì bên em không có bán nhá. Như kiểu giá máy cưa mấy trăm ngàn chẳng hạn, đến gần 1 triệu đồng thì bên cửa hàng chúng em sẽ không có bán. Tại vì máy cưa đó là máy cưa dòng cưa cổ. Cưa cổ là sao ạ? Là cưa sản xuất từ đời thấp rồi.
Đó, nên là cửa hàng chúng em sẽ không có bán những dòng đó. Tại vì cái đó thì đến nữa bảo hành cũng rất là khó, cũng như là sửa chữa thì cực kỳ khó các bác nhá. Cưa giá rẻ mà, đến đến linh kiện các bác mà sửa chữa thì mấy cái dòng cưa cổ đó thì cực kỳ khó. Bên em chỉ bán những dòng cưa máy hệ thôi. Máy hệ là giá nó sẽ hơi cao một tí, tầm khoảng 1 triệu, gần 2 triệu đến 2 triệu đến hơn 2 triệu đến 3 triệu. Đó, nhưng mà bù lại là đến sửa chữa thì các bác rất là dễ dàng các bác nhá. Đó, dễ dàng cũng như là đời cao đời mới. Đấy, trên thị trường Việt Nam thì sử dụng rất là nhiều, chỉ ngang với con cưa Trung Quốc hoặc là hơn con cưa Trung Quốc một tí xíu thôi. Nhưng mà bù lại thì đến nữa sửa chữa thì cực kỳ nhàn cũng như là dễ sửa các bác nhá. Tìm kiếm linh kiện cũng cực kỳ dễ. Đó, nên là các bác vào cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp những dòng máy hệ thôi. Đó, chứ máy cưa rẻ thì bên em cũng không cung cấp. Nên là các bác tham khảo qua nhá. Theo giá thì em cũng đã đề ở trên video rồi. Các bác nào ưng ý con nào, vừa túi tiền mình con nào thì liên hệ qua cho em để đặt hàng cũng như là để tham khảo về máy móc các bác nhá. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Số điện thoại của em thì đã để trên màn hình rồi, các bác cứ liên hệ cho em. Số điện thoại thì online 24/24, các bác gọi lúc nào là em nghe lúc đó thôi. Đó. Số Zalo không thì các bác nào xài Zalo thì cũng kết bạn qua Zalo cho em. Zalo của em để nhắn tin cũng như để tham khảo về máy móc. Đó, số Zalo của em thì cũng là số đó luôn. Đó, các bác nào sử dụng Zalo thì liên hệ qua cho em. Vâng, thì bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe tiếng máy nhá. Xem là các bác ưng ý con nào nhất để sử dụng vừa cho gia đình mình. Dạ vâng, con đầu tiên là một con cưa Sittin 024AV các bác nhé. 5.600.000 cho các bác về sử dụng khai thác cũng như xài chuyên nghiệp các bác nhé. Đó. Máy móc nổ thì cực kỳ rét máy rồi, hàng cưa hệ chuẩn của Đức. Đó. Máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá, zin nguyên bản từ A tới Z cho các bác luôn. Đó, 5.600.000 đã bao gồm phí ship. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Dạ, tiếp đến là một con A2 Estin 021, hàng cũng chuẩn bãi Đức, made in Germany các bác nhá. Made in Germany đây. Đó. 3.600.000 các bác nhá. Đó, máy móc nổ thì cực kỳ ngon lành rồi. Dạ vâng, kế tiếp là một con Echo Kyorit các bác nhá. Con này thì công suất thì nhỏ nhẹ thôi, 34cc, nhưng máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá. Về các bác sưu tầm cũng như là về các bác xài thì quá là hợp lý rồi, xài gia đình thì không phải lan tan gì nhá. Máy móc cực kỳ đẹp, 3 triệu đồng cho các bác sử dụng. Con này tích hợp luôn chụp giật trợ lực lò xo nhá. Còn e là cần e tự động, cần e tự động này, bóp ga là tự nhả về thôi. Đó, có núm bơm xăng luôn, có núm bơm xăng ở phần bên này. Đó. Thắng xiếc thì bài bản nguyên các bác nhá. Đó, máy móc cực kỳ ngon luôn. Con này nói chung là đóng thêm cái thùng nữa là thành cái máy mới được rồi đấy các bác. Đó, 3 triệu đồng cho các bác về sử dụng. Dạ vâng, tiếp đến là một con cưa tay dài Makita. Con này thì giá 2 triệu đồng các bác nhá. Đó. Đó, 33cc thôi. Cho các bác về sử dụng thì cực kỳ ngon lành nhá, nhỏ nhẹ, các bác về cắt cành cũng như dọn vườn thì cầm con này thì quá là ok các bác nhá, cực kỳ nhẹ nhàng luôn, các bác cầm không bao giờ mà thấy mệt hay là mỏi gì cả, phụ nữ hay là người gì thì cũng có thể xài được hết. Đó. Dạ vâng, tiếp đến là con A5 cưa Shinawa hàng hệ chuẩn các bác nhá. Đó, các bác ngoài Bắc có lẽ là hàng này thì sử dụng rất là nhiều rồi. Cưa Shinawa 352, giá 3 triệu đồng các bác phải sử dụng này. Hàng cưa cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó. Đó.
Ok luôn các bác nhé. Dạ kế đến là một con Ryobi, dòng cưa gia đình cho các bác phải sử dụng. Công suất con này thì 34cc thôi, 34cc, nhỏ nhẹ nhá, rất là nhỏ nhẹ. Còn máy móc thì cực kỳ mới rồi, 2,5 triệu cho các bác sử dụng nhá. Đó, 2,5 triệu, máy móc thì cực kỳ đẹp, zin từ A tới Z cho các bác luôn. Đó. Dạ vâng, kế đến là một con A7, máy cưa xích Makita, con này thì công suất 35cc cho các bác về sử dụng thì quá là ok rồi. Đó. Đó, giá 2,6 triệu cho các bác sử dụng nhá. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con A8 cưa xích Komatsu G3005. Đó. Máy móc nguyên zin từ A tới Z. Con này thì được tích hợp luôn ốp lam vặn nhanh các bác nhá. Không cần phải xài ốc, chỉ cần vặn tay thôi là nó đã vặn ra được rồi. Đó, giá 3 triệu đồng cho các bác sử dụng. Có tích hợp luôn chụp giật trợ lực. Êm cực kỳ luôn các bác nhá. Đó. Giá 3 triệu đồng cho các bác. Rồi, coi trong hết trong video ngày hôm nay, các bác nào ưng ý con nào thì có thể liên hệ trực tiếp qua em để đặt hàng các bác nhá. Đó. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.